Biển Đông sắp đón bão. Ngoài khơi phía đông đảo Luzon, Philippines đang tồn tại một áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và đi vào Biển Đông, trở thành bão số 3 trong mùa mưa bão năm nay. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hôm nay, ngày 22 tháng 8, ở phía đông đảo Luzon đang tồn tại một áp thấp nhiệt đới. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, áp thấp nhiệt đới này có khả năng mạnh lên thành bão với xác suất 70-80% trong hôm nay. Đến khoảng đêm 23, ngày 24 tháng 8, bão nhiều khả năng đi vào vùng biển phía đông bắc Biển Đông, trở thành bão số 3 trong năm. Dự báo từ nay cho đến 20 tháng 9, trên khu vực Biển Đông có khả năng xuất hiện 2-3 cơn bão, áp thấp nhiệt đới. Từ khoảng chiều tối và đêm ngày 23 tháng 8, hoàn lưu bão mạnh lên từ áp thấp nhiệt đới sẽ gây ra mưa dông. Gió mạnh và sóng biển tăng dần trên vùng biển phía đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông. Dự báo từ nay cho đến 20 tháng 9, trên khu vực Biển Đông có khả năng xuất hiện 2-3 cơn bão, áp thấp nhiệt đới. Dự báo xa hơn cho thấy, trạng thái La Nina sẽ duy trì từ nay đến hết năm 2022 với xác suất khoảng 60-65% và khả năng còn kéo dài. Sang các tháng đầu năm 2023, do tác động của La Nina, từ nay cho đến tháng 2 năm 2023, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện 8-10 cơn bão, áp thấp nhiệt đới. Trong đó 3-5 cơn có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Trong đó, từ tháng 9, bão bắt đầu gia tăng về tần suất, sang tháng 10 và 11 sẽ là đỉnh điểm của mùa mưa bão năm nay. Không ngoại trừ khả năng tháng 1 năm 2023 vẫn còn xuất hiện bão, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Nam Biển Đông. Cơ quan khí tượng lưu ý, những năm La Nina tác động, khả năng cao xảy ra bão có hướng di chuyển phức tạp và mưa lớn, dồn dập tại khu vực miền Trung trong các tháng cuối năm 2022. Do bão dồn dập, kết hợp với không khí lạnh đến sớm nên thời tiết những tháng cuối năm ở miền Trung được đánh giá khó lường. Dự báo từ tháng 10 đến tháng 11 năm 2022, khu vực Trung Bộ và Nam Bộ có lượng mưa cao hơn trung bình nhiều năm. Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra mưa lớn dồn dập. Cụ thể, trong tháng 10, tổng lượng mưa ở miền Trung phổ biến cao hơn từ 20-50% với xác suất khoảng 80-90%. Tháng 11, tại khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm, khu vực Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ phổ biến cao hơn từ 30-50%, có nơi trên 50% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ với xác suất khoảng 80-90%. Ngoài ra, tại khu vực Nam Bộ trong những tháng đầu năm 2023 vẫn có khả năng xuất hiện các đợt mưa trái mùa cục bộ. Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão, di chuyển rất nhanh về đất liền Trung Quốc. Áp thấp nhiệt đới ở phía đông đảo Luzon, Philippines đã mạnh lên thành bão trong chiều nay, ngày 22 tháng 8, di chuyển với tốc độ rất nhanh, hướng về đất liền Trung Quốc. Cơn bão có tên quốc tế là Mon. Vào 13 giờ chiều nay, ngày 22 tháng 8, bão đang mạnh cấp 8, 62-74 km/h, giật cấp 10 trên khu vực vùng biển phía đông đảo Luzon, Philippines. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 13 giờ ngày 23 tháng 8, tâm bão trên khu vực phía đông bắc đảo Luzon với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, 62-74 km/h, giật cấp 10. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km, đi vào Biển Đông và mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 24 tháng 8, tâm bão cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 550 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, 75-88 km/h, giật cấp 11. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tăng tốc với mỗi giờ đi được 20-25 km và tiếp tục mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 25 tháng 8, tâm bão trên vùng biển phía nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, 75-102 km/h, giật cấp 13. Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20 đến 25 km và suy yếu dần. Do ảnh hưởng của bão, từ chiều ngày 23 tháng 8, ở vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6 đến cấp 7. Ngày 24 tháng 8 tăng lên cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động mạnh. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định Biển Đông sắp bước vào cao điểm của mùa mưa bão năm nay. Dự báo từ nay đến 20 tháng 9, Biển Đông có khả năng xuất hiện 2-3 bão trên áp thấp nhiệt đới. Dự báo xa hơn cho thấy, trạng thái La Nina sẽ duy trì từ nay đến hết năm 2022 với xác suất khoảng 60-65% và khả năng còn kéo dài. Sang các tháng đầu năm 2023,
Do tác động của La Nina, từ nay cho đến tháng 2 năm 2023, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện 8 đến 10 cơn bão, áp thấp nhiệt đới. Trong đó 3 đến 5 cơn có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Trong đó, từ tháng 9, bão bắt đầu gia tăng về tần suất, sang tháng 10 và 11 sẽ là đỉnh điểm của mùa mưa bão năm nay. Tuy nhiên, không ngoại trừ khả năng tháng 1 năm 2023 vẫn còn xuất hiện bão, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Nam Biển Đông. Cơ quan khí tượng lưu ý, những năm La Nina tác động, nguy cơ xuất hiện bão dồn dập vào cuối năm, trong đó khả năng xuất hiện những cơn bão mạnh, di thường trái quy luật. Do bão dồn dập, kết hợp với không khí lạnh đến sớm nên thời tiết những tháng cuối năm ở miền Trung được đánh giá khó lường. Dự báo từ tháng 10 đến tháng 11 tới, khu vực Trung Bộ và Nam Bộ có lượng mưa cao hơn trung bình nhiều năm, cảnh báo nguy cơ cao xảy ra mưa lớn dồn dập. Cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Nếu thích video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè. Nhấn subscribe để theo dõi những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.